Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 29 tháng 5 năm 2021. Phono TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 5 trên thị trường thế giới kết thúc phiên giao dịch chiều qua thì giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ quay đầu giảm 712,5 rupee trên tạ, xuống mức giao dịch là 40.237,5 rupee trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ, được ngân hàng nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu, 1 rupee là 318,5 đồng Việt Nam, thì hiện giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ tương đương với mức giá là 128.000 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, sáng nay tiếp tục tăng thêm 500 đến 1.000 đồng so với cùng thời điểm sáng qua. Mức giá được thu mua từ 69.500 đến 72.500 đồng 1 kg. Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tăng thêm 1.000 đồng và hiện đang được thu mua quanh mức giá là 70.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng thêm 500 đồng và được thu mua với mức giá là 69.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai cũng tăng thêm 500 đồng và thu mua với mức giá là 69.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng và được thu mua quanh mức giá là 72.500 đồng 1 kg. Cùng xu hướng tăng tại tỉnh Bình Phước, mức giá được ghi nhận là 71.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo các thành viên của Diễn đàn Hạt tiêu Việt Nam, thị trường trong nước tăng kể từ đầu tuần với mức tăng chậm tại các địa phương. Đây là dấu hiệu khá rõ, cho thấy thị trường tăng là do lực mua theo hợp đồng của khách hàng ngoại, chứ không phải sức mua của giới đầu cơ ngắn hạn. Theo nhận định của các chuyên gia, giá hồ tiêu trong nước nếu giữ đà tăng này, thì đến giữa tháng 6 năm 2021, giá hồ tiêu có thể cán mốc là 75.000 đồng 1 kg. Đây là mốc giá ổn định và bền vững, bởi xuất phát từ nhu cầu xuất khẩu, không tăng vì dòng vốn mua đầu cơ ngắn hạn trong nước. Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khiến cho việc xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, tình hình xuất khẩu hạt tiêu đang có dấu hiệu lạc quan hơn trong tuần qua, khi nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng mới. Hiện tại, 10 thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới đó là EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Hàn Quốc, Mexico và Nam Phi. Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới, song Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương cho rằng mức tăng sẽ không lớn. Nguyên nhân giá tiêu tiếp tục tăng đó là do nguồn cung tại Việt Nam, nước sản xuất tiêu lớn nhất thế giới, giảm mạnh so với năm trước. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày 29 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.